Theo ghi nhận của chúng tôi, vào 18 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 7, nhiều người dân thủ đô đến cửa hàng cắt tóc, gội đầu trước giờ dừng hoạt động. Các tiệm cắt tóc đều hoạt động hết công suất, có nơi khách phải chờ đợi 15 đến 30 phút mới tới lượt. Tại một tiệm cắt tóc trên đường Trần Quốc Hoàn, lượng khách đến cắt tóc đông hơn so với những ngày trước. Tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn khi tiếp xúc với khách hàng. Các khách hàng đều đã đặt lịch trước, nếu không sẽ phải ra về. Tương tự một quán cắt tóc trên đường Yên Hòa, lượng khách vào đây cũng khá đông. Theo chia sẻ của chủ cửa hàng, chỉ 5 phút sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đóng cửa tiệm tóc, lượng khách đến quán lúc nào cũng đông. Tôi đọc được cái chỉ thị từ trên mạng là bắt đầu từ mai là bắt đầu cấm các hàng quán dịch vụ cắt tóc. Thì hôm nay tôi cắt tóc, tôi đi mấy quán ở trên kia thấy đông lắm rồi. Thì quán này thấy bớt đông nhất ấy, thì tôi vào tôi chờ tầm 20 phút rồi, chắc tầm 20 phút nữa là đến rồi. Bắt đầu từ đầu giờ chiều nay bạn ạ, lúc nào trong tình trạng là cũng tắc như thế này, không thể làm kịp được. Tất nhiên là cũng khá là buồn, nhưng mà thôi, tình trạng chung để ngăn chặn dịch bệnh thì đây là cũng là cái trách nhiệm và cũng là người dân ai cũng phải thực hiện thôi. Từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại Hà Nội phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Trước đó, từ 0 giờ ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu nhưng phải đảm bảo khoảng cách, phục vụ không quá 20 người và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.